Rồi cả nhà ha, bây giờ Dương đang ở quầy like các món ăn của quán chay Bồ Đề đây, Bồ Đề Tân Phú ha. À, đó món gì cũng rất là hấp dẫn luôn. Cái tô này là mình làm món gì vậy em? Món bún thịt lụi. Bún thịt lụi là cái này đúng không? Dạ, đúng rồi. Cái này thay vì ăn với bún thì ăn cơm cũng được luôn đúng không em? Đúng rồi, ăn cơm cũng được luôn. Trời ơi, quyền làm nhìn hấp dẫn quá ha. Cái này là mình làm từ cái gì vậy em? Từ sườn non á, với lại cái củ sắn là em giã mỡ. Hồi lúc mà em mới làm á, em nó cứ ngắt xong rồi cái mình làm từ từ á, cái mình rút kinh nghiệm. Ăn vô là cái miếng này nó mềm mà cái củ sắn nó ngọt á, nghe cái mùi của cái kiểu mỡ á. Kiểu vậy đúng không? Cũng học trên YouTube luôn ha. Đúng rồi. Học ở trên đó nhưng mà mình về cái mình tiết chế lại, chứ học trên đó về mình làm nó cứ ngắt mình ăn á, mình làm xong rồi cái mình ăn thử. Bữa nay em mời anh có mỡ hành luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là món hành mới đây. Trong này sẽ có tất cả rau thơm nè và bún đúng không em? Đậu phộng nữa. Dạ. Đây là món bún thịt lụi. Thường cái này bán nhiêu tiền em? Cái này 15 ngàn. 15 ngàn thôi. Dạ 15 ngàn. Ok ha. Ăn chung với nước mắm đúng không em? Đúng rồi. Nước mắm hồi nãy em làm ha. Quá đẹp rồi đó, quá trời đẹp. Công thức thì cái món này nhưng công thức thì mỗi quán khác nhau ha. Dạ đúng. Chứ rồi. Không có công thức quán nào giống nhau hết á. Nhưng mà hầu như quán chay nào cũng có cái món này. Món này dễ ăn. Dễ ăn. Anh đi lúc nào anh kêu đậu hũ nhiều, những cái món mà ví dụ như giả mặn, nhưng mà giả mặn từ đóng gói á là không bao giờ anh kêu luôn á. Chỉ cái rau củ và cái gì mà tự quán làm á thì mình ăn thôi. Dạ Dương xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Tiếp tục hành trình chia sẻ đến mọi người những địa điểm chay ngon ở Sài Gòn thì hôm nay Dương lại có mặt quay trở lại con đường Thống Nhất thuộc quận Tân Phú để gửi đến mọi người thêm một video clip nữa của quán cơm chay Bồ Đề Tân Phú 10K nằm ở địa chỉ là số 80 đường Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Đây là quán chay của bạn Quyên cả nhà ha. Thì lần trước Dương đã quay một lần cho mọi người rồi. Quán chay của bạn Quyên thì cũng có nhận những anh chị nào muốn làm công quả ghé thì có thể phụ giúp, kèm theo đó là sẽ được bạn chỉ cho những cái món chay mà quán đang bán ở đây. Video đầu tiên em lên thì được mọi người đón nhận rất là nhiều, thì hôm nay Dương sẽ quay trở lại để xem sau vài tháng thì bên quán cơm chay Bồ Đề Tân Phú có thêm những cái món gì mới đặc sắc không để gửi đến thêm cho cả nhà nha. Rồi hiện tại bây giờ là khoảng cỡ tầm 8 giờ sáng, con đường này cũng hơi là vắng á. Cùng với em bước vào phía trong nha. Rồi cả nhà, đây là món đậu hũ dồn. Trong này là có gì vậy Quyên nhỉ? Đậu hũ dồn là có đậu hũ non. Dạ. Rồi em bỏ mấy vắt sườn đó, vắt cho nó hết nước. Xong rồi nấm mèo với cà rốt. Sườn là mình xay ra hay sao em? Không, cái sườn không có cái máy vắt sườn á. À. Tức là đậu hũ mình bỏ vô cái máy vắt sườn, vắt cho nó hết nước chứ không thôi là nó bị nhão á. Nó không có dai. Xong rồi đậu hũ với cà gót mình xay vô, hạt nêm, nêm từ trong này nè, hồi mình chỉ xuất cái cà ở ngoài lên thôi. Cái này mình có chiên qua không em? Một chút mình chiên mình dồn xong rồi chút mình mới chiên. Rồi cái này xíu mại thì em xay thêm miếng sườn bỏ vô là ra xíu mại. Rồi bước qua coi xay nha cả nhà. Mình thái sợi ra ha. Thái sợi ra cho nó dễ á. Máy này xay được mọi thứ luôn đúng không? Cà rốt luôn hả em? Đúng rồi. Rau củ quả xay ha. Được những cái cứng luôn. Thank you.
xay ra ha, xay ra ban đầu khi mà xay xong nó nhìn thấy cứ như là thịt xay vậy ha. Dạ đúng rồi. Mình nhồi. Cái nhân của cái xíu mại là y chang giống như đậu hũ thôi, nhưng mà mình thêm cái sườn non xay ra thôi. Dạ. Vô cái nó bị nước nước á, cho cái nước từ miếng đậu hũ ra đó ha. Đúng rồi, với lại cái nước đó mà anh để nó kiểu nó bị mau hư cái miếng đậu hũ. Ừ đúng rồi, nó bị mau chua cho nên là mình dắt hết nó ra. So với mấy tháng trước anh quay thì bây giờ có nhiều món mới không quên? À, có nhiều anh. Ừ. Em tự sáng tạo ra ha, tự học? Không, không có tự sáng tạo đâu. Ví dụ như giờ cái hôm đó rau nó về cái gì đó không, hay là có cái món gì đó cái em lên YouTube á, em search ra. Ví dụ như là hôm bữa về quá trời cà chua đi. À. Nhưng mà cà chua mà anh không xử lý thì nó sẽ bị hư. Đúng rồi. Trong khi giờ mình không biết làm gì, em lên mạng em coi coi là món ngon với cà chua. À. Thịt nó ra cái món gì cà chua kiểu xào nước mắm á, cà chua kho nước mắm đó. À. Cũng thành một món luôn ha. Nó cũng thành một món ăn bắt cơm lắm. À. Mà mình cái đó mình xử lý được nhiều cà chua. Tùy tình hình rau củ ở chợ như nào. Đúng rồi dạ. Với lại ở đây nói chung là đa số những người ở đây nó ăn mặn, cho nên là mình muốn thu hút người ta mình phải đổi cái menu liên tục. Ừ. Rồi em lên mạng em kiếm thêm mấy cái món gì mới đó, lên TikTok nè cũng có học được, học nhanh đó. Nói chung là mình có cái nền cơ bản rồi, cái mình coi người ta làm là nêm nếm thì nêm theo cái vị của mình. Còn cái cách làm đó, bỏ cái gì trong đó, mình học của người ta. Chứ nói chung là khi mà anh đi học á, mà anh cứ ngắt anh đem hết mấy cái món kia về thì cùng lắm nó chỉ có gần 100 món đủ lại. Sao mà mình chụp nhật hết còn được hả? Nói về ẩm thực á, thì mình phải linh động cái đó thôi, mình mới lên mạng mình học thêm. Không thể nào hết món được chứ á. Đúng rồi. Xíu mại này cả nhà, đó viên thành từng viên vậy ha. Cái này là mình cũng sốt luôn hả em? Dạ, chút mình sốt nha. Cái này nè mà anh dắt á, cái lúc mà anh dò viên á, cái anh dò gì nó khô gan à. Đúng rồi. Còn nếu mà anh không dắt á, nó bị chèm nhẹp á, ngồi cái tay mình á, cái kiểu mình bao đeo bao tay, nhưng mà cái bao tay nó dính đậu hũ mà ướt chèm nhẹp. Không ra viên được. Đúng rồi, nó không. Nói chung là nó cũng không ảnh hưởng gì hết, nhưng mà khi mà mình ăn vô á, nó không có ngon. Tại khi mà nó khô á, nó sẽ thấm cái gia vị, cái nước thấm cái nước sốt á, nó rút vô. Còn nó bị nhão, nó không có thấm. Anh ăn cái viên này, nó ra viên này. Còn nước sốt, nó ra nước sốt không có gì. À đúng rồi. Bên này tầm mấy giờ là đông em nhỉ? Ừ, giờ trưa á. À. Giờ cao điểm là khoảng 1 là 11 giờ rưỡi, 2 là 12 giờ rưỡi. Dạ rồi, anh coi Zalo thấy em nhận mấy cái đơn đặt hàng từ thiện nhiều ha. Dạ. Tại vì nói chung là do là mình có nhận cái đi phát giùm khách á. Ừ, đúng cho rồi. Cho nên là họ, với lại một cái phần là người ta thấy là mình nhận xong cái mình có đi phát, rồi mình quay clip mình trả lại cho khách. Ừ. Rồi cái người này người ta giới thiệu người kia gì đó, cái người ta đặt cơm. Đa số phận trên này á, có những người ta có tiền thì ta không có thời gian, cho nên là nếu mà có tiền mà nhận đặt cơm phần mà đi phát được thì tốt, nhưng mà không có thời gian thì tụi em nhận đi phát giùm. Em cũng không có nhận thêm chi phí gì. Giống như kiểu tụi em đang đi chơi vậy đó, làm cơm xong rồi chở nhau đi vòng đi chơi vậy đó. Lâu lâu thầy Quyền đăng lên là thường là phát buổi tối em ha? Dạ đúng rồi. Ban ngày bán mà bán, đúng rồi. Tụi em đâu có thời gian.
đó ban đêm. Với lại đêm á thì tối. Đa số là mấy cô chú mà vô gia cư người ta đi ra ngoài nhiều. Ừ đúng rồi. Với ban ngày bị dẹp á. Mấy phần mà 100-200 là bình thường đúng không em? Dạ 100-200 bình thường. Bao nhiêu anh? 300 mấy anh? Một đơn đó ha? Một đơn à. Lần đi á. Thường là em đi khu vực nào? Vòng vòng khu này hay sao? Em đi hay đổi à. À. Em không có đi khác một khu vực. Để ví dụ như kiểu á, có người này người kia được. Em á là có những người người ta muốn tự đi phát. Thì tùy theo cái khu vực á là mình có thể tư vấn được cho người ta gần nhà hay là sao đó. Chứ mà mình cứ phát từ một chỗ á tới hồi người ta hỏi mình không biết. Em ví dụ như hôm nay em đi Chợ Lớn, ngày mai em đi Lý Thường Kiệt, ngày mốt cái em đi 23 tháng 2 hay này kia á, mình đi cái mình biết được cái chỗ nào mà nó 3 tháng 2 ha, rất là đông luôn á, khúc 3 tháng 2. Cái khúc 3 tháng 2 đó là đa số là người Hoa. À. Mà dễ thương lắm, người ta kiểu là cho cơm là được, không quan trọng chai mặn. Có nhiều nơi quan trọng lắm á. Có nhiều nơi là mở ra không thấy em, không? Em đi em hỏi là người ta có ăn chay hay không. Nếu mà ăn á thì mới phát. Cho, còn không thì thôi. Có những người người ta không, mặc dù là không có cơm ăn nhưng mà ăn chay người ta không ăn, kiểu vậy. Thì mình cho cái người ta không ăn nó phí á. Trời ơi, bỏ toàn nhiều khi là bỏ gốc cây gốc này kia dạ, bỏ lại không mà. Bởi vì em đi phát mấy cái clip em á, anh để ý em hay nói là cơm chay không ạ. Cơm chay không ạ, cái người ta nghe ok ăn cơm thì miễn có cơm là được thì đó, cơm chay đó ăn. Ăn cái người ta nhiều khi ăn gọi mấy thích thì không, nhưng mà có những người người ta đúng rồi. Trong đầu mặc định là không ăn chay kiểu như rồi, vậy. Không ăn chay, đồ chay là không cho ăn. Vì là cũng đều tăm tắp khi mình vắt hết nước đó ha, nhìn nó là đẹp luôn. Cái này là chả đúng không em? Dạ cái đó là chả nấm. Chả nấm cái món này lên quầy rồi á. Ờ ok, tí nó lên quay sau nha cả nhà. Thường thường cái tầm mấy cái món này á là em lên cỡ 6 giờ là trên quầy có rồi. Là sẽ phục vụ cơm sáng hay sao em? Đúng rồi, sáng 6 giờ là nó ở trên quầy nó đã có 6-7 món rồi. Để cho khách người ta đi làm, mua mấy đi. Đứa nhỏ đi học cũng à. Đi học, nhỏ đi học đi. Cũng ăn cơm chay luôn. Đúng. Gần đây có nhiều đứa tiểu học, trung học á, nó cũng ghé nó ăn. Tại vì không phải là cơm chay hay cơm mặn mà là ghẻ. Vừa cái túi tiền của tụi nó với lại có mấy cái món mà tụi nó thích á, giống như là heo quay này, giòn nè, mấy kia nó ăn một hai lần cái nó thích. Rồi trong khi đồ mặn thì mắc 10.000 thì ghé đây cô chú ăn cơm muốn bới nhiều bới. Ăn riết là nhiều khi thành khách quen luôn. Nó ăn không đủ á, cứ vô nồi đó, nó dở nồi vô nó bới lên đó. Bao no ha. Dạ bao no. Khách người ta vô người ta hỏi hoài, hỏi em bán vậy rồi đủ chi phí không. Sao mà hả thấy hào phóng quá đó. Cứ cơm thì bao no, cái gì đồ ăn thì nhóc hết trơn. Nó dạ cũng tự mình trang trải thôi, chứ thật ra là quán không có mạnh thường quân, không có ai. Người ta tưởng là phải có người cho gạo hay có người cho đồ này kia, phải góp tiền thêm tụi em mới chạy được, nhưng mà không, trộm vía. Là chi phí vẫn chấp nhận được. Đến giờ là tầm mở được nửa năm đúng không ta? Hơn rồi. Hơn nửa năm rồi ha. Cái quán này là em về là quán đã mở được 3-4 tháng rồi. Rồi mấy anh của quán này mới đi. À không, từ lúc em á. Từ lúc em là em hồi tháng 10. Năm tháng. Nhanh lắm ha. Nói đây mà gần một nửa năm trời. Giờ là từ hồi mà em làm quán đó giờ là trong đầu em chỉ có gần tới ngày chay với ngày chay thôi. Thành ra nó lẹ mà mình không có quan tâm tới là bao lâu rồi. Giờ chuẩn bị ngày chay là hôm nay là ngày cũng là 11 âm lịch rồi. Thứ 7 này là 14 và chủ nhật là ngày rằm đó. Ồ, nữa hả? Anh nhớ mà anh đi quay chay nên anh nhớ cái lịch lắm. Nếu mà chủ nhật rơi vào ngày rằm thì sao ta? Rồi ngày rằm á thì doanh số nó sẽ bị giảm 50%. À tại vì mọi người không đi làm ha. Dạ.
ý là ăn ở nhà hoặc là ăn gần gần nhà chứ ít khi nào mà ghé. Dạ, nói chung là cũng đỡ cái phần là em cũng dạo này em cũng bán trên Shopee Food đó. À. Cho nên là người ta có ở nhà người ta cũng đặt. Ồ, Shopee Food đó nè. Shopee Food. Mới lên trên Shopee Food là sao em? Mới lên Shopee Food khoảng 10 ngày. Trên đó được mấy món em? Nó cũng mười mấy món. À. Đa số là có món là em up lên đó. Nhưng mà thường thường là những cái món mà lên chút xíu là hết em không có up. Ừ. Dạ, em chỉ up những cái món mà mình bán thường xuyên đó, bán nguyên ngày mình lên nhiều quá cho người ta. Còn ví dụ như những cái món mà hay lâu lâu có nấm hay này kia em không có up. Chỉ có khách lại rồi, bán. Ừ, anh hiểu, anh hiểu rồi. Trên đó là mình xóa cái từ gì ta? Quán Bồ Đề Tân Phú. Bồ Đề Tân Phú. Quán Bồ Đề Tân Phú. Hoặc là cơm chay Tân Phú nó cũng hiện ra. À ok. Địa chỉ 80 Thống Nhất ha. 15 ngàn. À. Tại vì trên đó nó có phí. 25% phí đó. Đúng rồi, cho nên là em bán từ phần 15 ngàn là mình bán cái phần 10 mấy ngàn á. Ừ. Thì em cũng bán đúng cái giá ở đây nhưng mà trừ cái phí ra thôi. Ừ. Nói chung là so gì về giá thì cái mặt bằng chung là em thấy mình bán trên đó cái giá mình cũng được cạnh tranh được. À đúng rồi em. Đặt mà có mười mấy ngàn thì nói chung là rất là ok luôn. Thường thường ở trên đó em thấy á, hay hình như là hai phần nó mới được phi ship. Cho nên là em thấy mỗi lần đặt là lúc nào cũng hai phần. À, hai hoặc phần. Là một phần với lại đồ ăn. À ok ha. Bên Shopee Food nó sẽ hỗ trợ cái phần ship. Vì vậy nên nếu mà những ngày rằm cuối tuần gì đó mọi người đặt thoải mái, đâu có phải đi đến nơi đâu. Chất lượng y chang ha. Chất lượng y chang. Hơn có mấy ngàn nữa thôi. Tại vì cái tiền mà người ta đi á, tiền xăng nó cũng vô đó. Đúng rồi. Với nắng nóng nè, lười á. Ở nhà ra tận nơi à. Dạo này giống như kiểu người ta không, đa số quán nào nó cũng không có đông giống như hồi trước Tết. Ừ. Sau Tết á. Đúng rồi, anh đi qua anh thấy vậy. Cho nên là giờ mình phải phát triển thêm cái kênh khác. Đó là những quán bình dân là còn như vậy nha cả nhà. Còn Dương quay những quán mà kiểu hơi sang xa một xíu, kiểu nhà hàng một xíu là coi như rất là khó khăn luôn á. Đúng rồi. Khó khăn lắm. Cái quán này là kiểu giống như là em vừa đăng Facebook, vừa đăng Zalo, vừa cơm trong hộp. Ừ. Rồi bây giờ phát triển thêm bên Shopee là nó chỉ kéo lên tuần khoảng 80% so với bình thường. Tụt bao nhiêu? Ý là nó chỉ bằng 80%. À, tụt 20%. Ồ. Bằng 80% thôi, chứ nếu mà không có phát triển cái kênh đó là khủng hoảng luôn á. Giờ mà kiểu thật sự mà mấy cái nhà hàng mà càng cao cấp là nó càng mệt lắm. Đúng rồi. Chi phí nhiều. Chỉ cần là nhiều khi thậm chí á là người ta 10 ngàn một phần, ngày ăn 3 lần thì nó chỉ có 30 ngàn thôi. Nhưng mà người ta cũng cảm thấy cần phải tiết kiệm chi phí nữa. Là anh biết nó khủng khiếp tới cỡ nào. Những cái nhu cầu thiết yếu thôi cả nhà, ăn uống thôi á. Dạ. Mà cũng đã thấy là rất là khó khăn rồi. Rồi á, cái kiểu dạo gần đây á là do người ta khó khăn. Mắm ở trong cái nồi này nè má. Nồi cơm, dở nồi cơm kìa. Người ta kiểu người ta khó khăn cái ít có người đi cho cơm. Mỗi lần mà em đi phát cơm á là mấy cô chú mừng á. Kiểu hả, lâu rồi không có ai cho cơm. Bây giờ thì người ta cho cơm người ta phải có tiền. Trong khi á hoàn cảnh gia đình người ta không đủ để chi phí nữa thì tiền đâu người ta đi phát cơm. Mỗi lần mà đi cho á hả, em hay nghe cái câu mà lâu lắm ở đây không ai phát cơm. Trời ơi. Mấy người đó thì á giờ đâu có làm ra tiền đâu. Kinh phí đồ các kiểu cũng khó khăn lắm nhưng mà không biết sao mà họ có thể vượt qua được cái này nữa. Kiểu không ai cho cơm thì sao. Nhìn hộp cơm 10.000, 15.000 thôi mà đã thấy là tết đâu rồi mới được ha. Đúng rồi. Chứ không gì mà bữa ăn như thế nào đó. Khi làm xong một cái phần siêu mại ha, đứng nói chuyện mà tôi làm bên này bên đó y chang nhau luôn. Là thịt sườn nướng. À sườn nướng ha. Cái nhân bên trong nó có gì vậy em? Đó là đậu hũ với sườn. Nhưng mà cái tỷ lệ của nó thì khác với lại cái đậu cái xíu mại. À. Và hình như cũng không có nấm mèo.
không có nấm mèo, à, đậu hũ với sườn với xá xíu rồi các kiểu á, những cái ngũ vị hương này mình bỏ vô cho nó cái mùi nó giống như thịt vị của mình vậy đó. Cái này là buổi sáng em mới xay giờ sáng hả em? Dạ không, nãy em mới xay nè. Em xay trước khi anh tới được chút xíu là em bỏ nguyên liệu vô trong máy nè em xay. Cái này á, hồi trước á, là em nhồi tay không à, nhồi tay cái nó lên cơ luôn á. Còn bây giờ bỏ máy. Bỏ máy nó xay rồi. Trộn ha. Thành ra cái máy nó xay được rất là nhiều thứ luôn. Dạ. Cái này mình sẽ nướng hay sao em? Cái này là mình làm cái nước sốt nướng. Nhưng ở đây do là nó không có cái điều kiện để nướng. Cái nước sốt nó rớt vô này đợt đó nó bị tắc nghẽn cái bếp ga. Cho nên sau này em khìa thôi. Nhưng mà mình khìa cho cái nước nó sắc lại thôi chứ em không có nướng nữa. Hôm trước hình như anh có quay cái này rồi đúng không? Dạ. Mà nướng em bỏ lên cái vị đúng không? Em kẹp lại đúng không? Hình như là vậy. Bây giờ mình khìa. Cái món này người ta thường thường hay ăn với kiểu là cơm sườn, cơm tấm đồ đó. Cơm tấm thì người ta làm cái cục thịt nó bự hơn chút. Này là món gì em? Món đùi gà chay á. Đùi gà bị cân luôn hả? Đúng rồi, mình cân. Mình cân để cho nó đều á. Trời, cân từng miếng vậy luôn. Cái này ngày chay thì em thức sớm em làm. Còn ngày bình thường thì cứ tàm vậy đó. Cái khác thì em không có cân đâu, nhưng mà tại vì cái này riêng cái đùi gà ha. Cái đùi gà cái nó cái đùi bự đùi nhỏ. Tại vì cái xả là nó có cái cục xả bự xả nhỏ, mình tưởng là nó bị lợp á. Nhưng mà không phải. Xong mà sau này em cân luôn cho nó chắc, khỏi có ai bị nhiều biết. Ai ăn cũng giống ai. Mấy cái này là giờ mình làm hết, em không có nhập đông lạnh. Chứ bình thường là những chỗ khác là sẽ là những phần làm sẵn rồi đúng không em? Đa số là những cái quán khác là cái này nè, với lại cá. Rồi với lại tôm á, kiểu tôm rê, tôm á, gọi là hàng không gói không à? Còn mình á thì mình làm nói chung là khách hay em á là người ta ăn quen cái kiểu cái vị mà mình làm đồ tươi gì nè. Người ta ăn người ta không có ngán, người ta không có sợ. Còn anh sợ anh mới kia lắm, nó có mùi nha em. Có mùi rồi. Lắm á. Nó người ta ăn người ta nó có đồ nhựa, có cái mùi nhựa. Đúng rồi. Xong rồi các em lên em học và bày chơi làm cái này cho người ta. Mình giới thiệu nó cũng mạnh miệng nữa, tại vì cái kia á mình nhập á cái nhiều khi á nó bỏ gì vô mình đâu biết. Đúng rồi, nó cứ một cái cục bụi nhùi gì nè rồi quấn lại trong đây có gì mình đâu biết. Còn trong này là có đậu hũ nè, xì non sườn nè, rồi gia vị cho nó giống thịt là có ngũ vị hương với lại cái xá xíu bột rồi mình muốn ăn ớt hay gì đó mình bỏ vô thêm tiêu đồ đó cho nó thơm. Cái này không có màu mè gì hết á, là nguyên bản của nó luôn. Thì cái ớt bột á, cái màu đỏ đỏ này là cái màu đỏ của ớt bột á. Cay lắm không em? Không, cái ớt bột này là ớt bột không cay. Ớt bột không cay ha. Cho nó thơm cái mùi ớt chút thôi, tại vì đa số là những cái này là nít nó ăn thôi mà. Toàn bộ đồ trên quầy em là không cay. Muốn ăn cay thì ở trên bàn em đã có ớt với lại sa tế rồi. Ok. Phục vụ được cho hết tất cả mọi người. Còn nó mà nó cay á thì mấy đứa nhỏ nó ăn không được. Cười lắm, ở đây có cái anh có thằng con trai, anh dụ nó ăn chay á. Cái anh nói là cái sườn non mà hồi nãy em mới bưng cái thao kia lên đó. Anh nói là da gà, dụ cho nó ăn chay đó, nó không có chịu ăn chay. Nhưng mà anh phải kêu cái tên mặn á, cái da gà đó là sườn non đó. Sườn non chiên lên nó giòn giòn thì cái da gà nó cũng giòn. Ông dụ nó không nói là cái đó là da gà chiên giòn đó, ăn đi. Vậy là được chay đâu. Nó ăn vậy mà nó ăn được cỡ nó ăn được cái ổng giờ nó cần ăn chay trường luôn rồi đó. Trời ơi. Có cười lắm. Hai cha con dễ thương. Chắc còn nhỏ em á, chắc còn nhỏ học sinh. Cỡ cùng lắm nó lớp 1 lớp 2. Ồ. Giống
đâu biết đâu, bà nó nói thì sao đâu bà nghe vậy. Qua đây gặp mấy chú, cái này da gà nè con. Da gà, đùi gà ha, sườn nướng ha. Đúng rồi. Nó lẻ quá anh làm tròn lên cũng được. Chuẩn bị ra nguyên liệu một phần như vậy hết xong cũng là chia một lần luôn. Dạ đúng rồi. Tại vì cái nồi, cái đồ mình bắt lên á là mình phải đợi dầu nó nóng. Mình mới thả vô. Thì tiếng... anh mà cứ tắt bếp anh mở lên hoài thì hồi á dầu của mình nó, cái ga của mình nó bị tốn. Cái này nói chung là nó làm lắc nhắc nhưng mà bán mình an tâm. Ừ đúng rồi em. Làm cùng cây á. Ở kia thì hình như là nó đổ bằng máy. Đúng rồi. Máy móc nhắc mà. Bằng cây như mình không. Tất nhiên đồ đông lạnh thì nó sẽ có chất bảo quản rồi. Cái này của mình là bán trong ngày. Trong ngày hết ha. Đậu hũ là hết trong trong ngày hết nên không sao. Thường là tới chiều chiều là hết rồi. Với lại nếu mà dạo này á cái lượng khách đó em cũng ớn cho nên là em chỉ làm một buổi thôi. Xong rồi cái trưa cái mình chăm thêm chứ em không có làm nhiều giống như hồi trước. Đây là xíu mại mình chiên xương đó. À, chiên sơ hả em? Dạ chiên sơ cho nó hơi vàng chút xíu. Để cho mình thả nó vô trong cái sốt cà nó sẽ không có bị dày ra thôi. Ủa cũng vậy luôn hả em? Dạ. Bạn chiên sơ đây ha. Rồi bây giờ chiên sơ cái phần xíu mặn. Cho nên là mình chiên nó chỉ hơi vàng vàng. Cho nó dính cái mặt như vậy thôi. À ok. Đó chứ nó không có cần phải vàng quá. Tất cả chín hết, chín hết rồi, chín sẵn rồi. Sắp nó lên thì tôi chuẩn bị làm sốt cà. Rồi xong một khay đậu hũ. Rồi vớt xíu mại ra luôn. Quàng lên nhìn đẹp quá ha. Bên này bên đó nhìn hành do à. Bỏ ngũ vị hương hay sao, thơm với vậy em? Đúng rồi. Ờ à, thơm quá ha. Cái này đùi gà mình sẽ làm bằng ngũ vị hương với lại bột nghệ. À. Cho nó ra cái vàng vàng của cái gà đó. Thơm quá trời thơm, có ngũ vị hương vô là khác liền. Ngũ vị hương đó là cái vị thịt. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là nhiều khi khách đó, người ta hỏi em có bỏ cái gì vô khác không á. Kiểu nói chung là thật sự là đồ chay thì đồ chay nhưng mà có rất là nhiều những cái chỗ người ta bỏ hương cá. À. Nó giống cá. Ghê vậy hả? Tại vì không phải là cái gì ấy nhưng mà do là cái tín ngưỡng đạo chúa ta ăn cá được. Ừ. Đạo chúa ta ăn chay ta ăn cá được.
cho nên khi mà người ta làm đồ chay á, người ta cũng bỏ cá vô. Thì vô tình những cái người mà ăn mặn ăn chay trường mà đạo Phật như mình á, thì nó lại không ăn được, thành ra là nó bị cấm chỗ đó. Thực sự là có hả? Có à, có thành phần của cá trong đó. Có, cá xay á. Đúng rồi. Hèn gì hôm bữa anh đi quay cái quán hủ tiếu đâu à, đậu hũ đậu răm á, có phần chả chén chả dĩa nha. Là có khách hàng, có khách khán giả họ sẽ nói là trong phần thành phần của chả chén là không có 100% là chay đâu. Đúng rồi. 100% thuần chay. À, bây giờ mới biết đó. Cái chả chén á, nếu mà là mình làm á nó sẽ không có dai như vậy. Tại vì đợt trước em cũng có cái công thức chả chén, xong em làm bằng nấm với lại bột á. Nó không có dài giống như cái kiểu mà đồ mặn đó. Mặc dù là á, mình giống theo cái kiểu mà đồ chay thôi, chứ thế nào mà nó 100% giống y chang mà nó dai dai giống như đại cá gì được á. Bữa anh đi hỏi, anh đi quay anh hỏi, ủa chị bán cái này là chay hả? Chị kêu ừ chay đó. Đây chảo này là đùi gà nha. Đó. Khi mà bỏ thêm cái thành phần sốt rồi ngũ vị hương vô á, cái màu rất là đẹp luôn. Nên có chị đạo qua vậy thôi hả em? Dạ. Ở trong cái hồi nãy anh thấy là trong cái mộc cái thao bột em có nêm một chút cái gì hạt nêm á. Ờ. Cho nên là nó ở trong cái đùi gà nó đã mặn rồi. Ừ. Cái này mình chỉ sốt ở ngoài thôi, chứ mình sốt nhiều á nó bị mặn. Áo ở ngoài thôi. À, nhẹ rồi. Đó. Cái gà được cái đùi gà vậy. Đó. Đùi gà ha, tất cả làm tự làm hết, không có nhập ở đâu hết. Rồi sườn sau khi chiên sơ ha. Nó qua sốt luôn. Sốt luôn. Cái sườn này mình nướng thì mình sẽ làm cái vị của nó giống như cái gia vị nướng một chút. À. Em có cái muỗng này nè. Ướp đồ nướng. À ok. Cái này là nó thay cho cái mặn được đó. Nhưng mà nó cái mùi nè anh ơi. Ừ, không biết rồi. Nó ra cái mùi là nướng luôn. Cho nên là mấy cái người người ta ăn mặn, người ta không có bỡ ngỡ. Người ta vẫn thấy được cái vị mặn quen thuộc của họ. Nhưng mà cái đồ này là đồ chay. Quan trọng là nước sốt mình nêm nếm như thế nào ha, cho ra cái vị mà người ta ăn được. Cái đồ ăn á, cái gia vị với lại cái mùi thì mình có cái tỏi này. À. Đó. Mình làm mình phi sẵn rồi, bỏ vô. Nó không có cái gì cao siêu hết. Không cao siêu nhưng mà phải có kinh nghiệm mới làm được cho bên nêm nếm những cái vị gia vị nào. Rồi cái này nha. Tương ớt. Tương ớt, cái tương ớt này cũng không cay luôn. À, nó ra màu thôi em ha. Màu với lại nó giúp cho cái lớp nước sốt này nó áo cho cái sườn của mình á, nó không có bị khô. Ừ. Nó bị ướt, nó ướt gì đó, người ta ăn nó mềm. Cái này nó khô nó dở. À. Cái này mình làm cái đùi gà nó cũng mềm mềm cái này nó khô nó dở. À. Người ta kiểu người ta bị người ta sợ á, hỏi sợ. Ủa quán này bán chay gì thôi, còn gì heo quay rồi sườn rồi đùi gà tùm lum như vậy. Kiểu người ta nói mình là giả mặn á. Nói không, tại em đặt vậy để cho mình ăn mình biết được cái vị của cái món đó. Ví dụ như đùi gà xào xả thì mình ăn mình biết nó giống như cái món đùi gà xào xả của mặn á, cho dễ phân biệt. Còn chứ thật ra là nó bị cháy hết á. Ơi thơm quá. Hôm qua em nói anh là em
em làm cái món mực lê Bắc Kinh cho anh á. À. Mà đi mua nấm mắc quá. À. Nấm đùi gà mắc quá. Cái đó là từ nấm đùi gà ra hả em? Dạ, từ nấm đùi gà nè, rồi miếng sườn với lại cái gì tàu hủ kỳ á. Ừ. Nói chung là cũng học trên mạng. Tại vì thật ra hồi xưa khi mà em còn ăn mặn, em thích cái món đó. Cho nên là ăn chay chín cái món nó giống giống vậy đó. Ăn món đó ra là chút xíu là hết. Ờ, mình đảo qua thôi ha. Cũng giống như mấy cái món sốt kia. Dạ. Yeah. Nó áo cái mà lại mình bỏ miếng đường ớt vô á. Ừ. Tại nó áo nó bóng bóng. Còn nếu mà trường hợp ví dụ như ở nhà mà mọi người muốn ăn mà nó không có tương ớt á, bỏ miếng bột năng như cũng được. À. Đó. Xong ha. Cái này là nước lèo nè. Ờ, nước lèo này em làm cho mấy món nước hả em? Đúng rồi, nước lèo là mình nấu sẵn đây nè, cái mình đổ vô trong cái kia. Ồ, sốt sốt cái này thì lại nhiều như vậy ha. Mình làm cho hai món. À, món gì? Một cái món đậu hũ dồn với xíu mại. Cái xíu mại thì nó ra sao là vì cái sốt xíu mại nó sẽ khác một chút xíu. Ừ. Mình sốt cái này trước. Đậu hũ trước. Cái đậu hũ là mình sắp ra thay lần hồi mình chỉ sốt cái này xong rồi mình rửa cái... rửa lên trên thôi. Đây, thay xíu mại và thay đậu hũ. Quá trời nguyên liệu trong này luôn á trời. Yeah. Nếu mà làm đúng là cái nó đủ thứ cái này, đồ nêm cho mày chứ. Ừ. Hồi nãy em xay cà chua đúng không? Cà chua đúng không em? Đúng rồi. À. Nhưng mà do là cái nồi nước lèo của mình á, mình nó ninh lại. Chỉ múc của đó qua thôi. Cho nên là nhìn nó đơn giản. Còn nếu mà ai bán cơm mà không bán đồ nước á thì làm cái này nó hơi phức tạp. Ồ, vậy hả? Cái này là bột năng bỏ vô cho nó sệt một chút. Cái bột năng này á là thường là mình sẽ bỏ vô từ từ, ví dụ như mình thấy nó không có sệt á mình bỏ thêm chứ đừng có đổ một cái ào vô một cái là hồi nó bị sệt quá là không chữa được luôn á. Rồi đổ nước vô thêm thì nó tốn ga. Rồi rồi cả nhà. À, củ hành tây ha. Hành. Quá đẹp rồi đó, quá trời đẹp. Công thức thì cái món này nhưng công thức thì mỗi quán khác nhau ha. Dạ, đúng chứ rồi. Không có công thức quán nào giống nhau hết á. Nhưng mà hầu như quán chay nào cũng có cái món này. Món này dễ ăn. Dễ ăn. Anh đi lúc nào anh kêu đậu hũ nhiều, những cái món mà ví dụ như giả mặn nhưng mà giả mặn từ đóng gói á là không bao giờ anh kêu luôn á. Chỉ cái rau củ và cái gì mà tự quán làm á thì mình ăn thôi. Tại vì do hồi trước giờ em làm vậy khách ở đây người ta quen. Nhầm khi với những ngày chay cái mình cũng kêu những cái đồ đông lạnh cho người ta lựa. Nhưng mà những cái món đó nó bán chừng ai lắm. Chậm. Biết liền ha. Bán chậm là mình biết cái khẩu vị của người ta sao. Với lại người ta quen với người ta biết mình làm đồ trong ngày á.
xong rồi ta cho dù có lên mấy cái món kia nó cũng lựa đúng rồi, chỉ có con nít á nó thích những cái món đó đúng. Bưng ra ngoài ha. Dạ. Cái nước mắm này để được lâu không ta? Mấy ngày. Bình thường em làm là vừa khoảng chừng từng đổ lại. Có gì mình làm thêm. Hình như nếu mà nước mắm mà anh không bỏ tỏi ớt vô anh để được lâu á. Để nó có cái gì đâu. Nó cũng y chang vậy đó, nhưng mà mình bỏ tỏi ớt vô thì nó mau một chút, mau hơn. Cái này mà ăn chung với cái món gì ta? Ăn chung với bún thịt lụi nè. Rồi nếu mà cà tím á mình nướng mình chế cái mắm này vô. Với lại mấy cái món bún, bún chả giò. Chả giò hả? Là cơm tấm mà người ta không thích ăn cơm mà kia nó không thích ăn cái tương á thì cho nước mắm. Rồi cả nhà ha, bây giờ Dương đang ở quầy like các món ăn của quán chay Bồ Đề đây, Bồ Đề Tân Phú ha. Đó món gì rất là hấp dẫn luôn. Cái tô này là mình làm món gì vậy em? Món bún thịt lụi. Bún thịt lụi là cái này đúng không? Đúng rồi. Cái này thay vì ăn với bún thì ăn cơm cũng được luôn đúng không em? Đúng rồi, ăn cơm cũng được luôn. Trời ơi, quyền làm nhìn hấp dẫn quá ha. Cái này là mình làm từ cái gì vậy em? Từ sườn non á, với lại cái củ sắn này em giã mỡ. Hồi lúc mà em mới làm á, nó cứ ngắt xong rồi cái mình làm từ từ á, cái mình rút kinh nghiệm. Giờ cũng... cái ăn vô là cái miếng này nó mềm mà cái củ sắn nó ngọt á. Nghe cái mùi của cái kiểu mỡ á. Kiểu vậy đúng không? Cũng học trên YouTube luôn ha. Đúng rồi. Học ở trên đó nhưng mà mình về cái mình tiết chế lại, chứ học trên đó về mình làm nó cứ ngắt à. Mình ăn á, mình làm xong rồi cái mình ăn thử. Bữa nay em mời anh. Có mỡ hành luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là món mới đây. Trong này sẽ có tất cả rau thơm nè và bún đúng không em? Đậu phộng nữa. Dạ. Đây là món bún thịt lụi. Thường cái bệnh này bán nhiêu tiền em? Cái này 15 ngàn. 15 ngàn thôi. Dạ. Ok ha, ăn chung với nước mắm đúng không em? Đúng rồi. Nước mắm hồi nãy em làm ha. Rồi nhân tiện thì giới thiệu anh một vài món. Những cái món này hồi nãy là mình quay được rồi nè. Dạ. Đậu hũ sườn. Đây là thịt lụi. Cái này là sườn kho khớm. Sườn non hồi ha. Trước á là em kho khớm, em hay kho với nước, em kho với đậu hũ. Nhưng mà em ăn cái em thấy nó kiểu nó không có thấm á. Nhưng cái sườn thì nó lại rất là dễ thấm. Rồi, anh đây. Chiên xương qua cái anh đảo rồi nó thấm mà nó ướt ướt vậy nè. Đó là bà, nó mềm bà không rồi nhờ. Cái này là món ớt chuông lúc lắc. Ớt chuông lúc lắc, cái này là mình giã bò nó có cái mùi lúc lắc luôn. Rồi anh hiểu rồi ha. Đây mì căng ha. Dạ. Rồi món kho bất gì cái bên quán. Kho các loại rau củ đúng không em? Dạ. Chả đúng không? Dạ chả năm. Rồi sườn chiên. Chả giò. Chả giò. Rồi bên kia là quầy nước cả nhà. Rồi món nước. Đây là cái món hồi nãy mình đã quay đây xíu mại đây, nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Nói chung ngày thường thì cũng tầm này chừng này món thôi. Giờ mình lên món từ từ, có cái mình lên thêm để nó nhiều quá nó bị dư á. Rồi ok, rồi ha. Và bây giờ thưởng thức món này nha cả nhà. Anh thành ra cái này gọi là anh cũng 10 giờ rồi, quay từ 9 giờ đến giờ cả nhà. Ok nha. Rồi, và bây giờ mời cả nhà nha, một phần bún thịt lụi của quán bà chủ Quyên nha. Cái ớt này có cay lắm không Quyên? Không, em làm ớt sừng á. Không, đây chén nước mắm mà vừa nấu luôn ha. Dạ. Nóng hổi luôn, tỏi, ớt. Trong này có đậu phộng nè, salad, rau thơm, dưa leo. Mình sẽ trộn lên với là bún nè, đó. Dừng thử cái phần thịt lụi này coi như thế nào nha. Cái món này em bán được bao lâu rồi? Cái thịt lụi này là cỡ từng lễ. Mới hả? Trước đó là em làm nhưng mà kiểu nó không ngon. Chưa tới ha. Cái em không làm nữa.
Còn bây giờ là đạt đạt yêu cầu chưa? Ok đúng không? Cảm ơn cả nhà nha, đói quá rồi. Rất là ngon. Bên trong có nhân gì vậy em? Anh quên rồi. Nãy em nói là củ sắn ha. Y chang bún thịt nướng á. Tôi về 15 ngàn. Thôi nha cả nhà, Quyên có làm một dĩa nữa thì Quyên sẽ quay cho mọi người xem nha. Cho anh cái dĩa đi, cho anh cái dĩa này đi. Đây, vầy đẹp quá ha. Đó, trời ơi, dẫn quá trời luôn. Như vậy thì bỏ ra thì mọi người sẽ thấy được những tất cả những cái topping bên trong. Nhưng mà khi ăn bỏ tôm này ăn cho nó dễ nè. Dễ trộn ha. Đó, cái này rất là đẹp luôn á. Ống ánh. Rồi, trẻ em ăn luôn chứ gì nữa. Trong nước nóng, có đậm đà không? Chung đậm đà đó. Cái đó có mình dễ ít thôi. Đúng rồi, không có ít.